Trong trích đoạn giới thiệu Không Thời Gian Tập 5, chứng kiến nhiều người dân bị bệnh, cô giáo Tâm đã bày tỏ mong muốn làm tình nguyện viên của trạm quân y, giúp chăm sóc người bệnh. Đúng lúc báo việc này cho bác sĩ Thu, Tâm lại gặp Trung tá Đại. Cô thể hiện rõ sự ngại ngùng, tránh mặt anh. Đây là cô Tâm, cô giáo của Huy. Cô Tâm đang xin làm tình nguyện viên chăm sóc bệnh nhân anh ạ, bác sĩ Thu nói với Trung tá Đại. Thấy Tâm có ý né tránh mình, Đại đã trực tiếp hỏi thăm cô giáo mặc đồ lính hợp đấy. Cô giáo hết đau bụng chưa? Cô bị bệnh xấu hổ liệu có thay bỉm được cho bệnh nhân không? Cuối cùng, Đại cũng đã đồng ý việc Tâm hỗ trợ chăm sóc người bệnh ở bệnh xá. Cũng trong tập này, Lĩnh vẫn không ngừng kêu ca vì bị phân công dọn dẹp, đã là người lính phải cầm súng, đây suốt ngày cầm cuốc xẻng, xách nước. Thấy vậy, Trung úy Miên nói, đồng chí bị làm sao? Nếu như đồng chí không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe thì xin mời đi làm nhiệm vụ. Đúng lúc này, Lĩnh bị hoảng sợ vì phát hiện có vắt trên người. Thái độ của Lĩnh khiến Đại không hài lòng. Trong môi trường quân ngũ, chỉ có Lĩnh không chịu hợp tác, luôn thể hiện sự khó chịu, bất mãn. Cũng trong trích đoạn giới thiệu Không Thời Gian Tập 5, trung tâm y tế của doanh trại quân đội bị quá tải sau cơn bão lũ, dịch bệnh tiêu chảy xảy ra. Trung tá Đại đã phát hiện việc cấp dưới ra lệnh tạm thời hạn chế người dân vào bệnh xá. Anh nhất quyết mở cổng tiếp nhận người bệnh dù điều kiện chữa trị vô cùng thiếu thốn. Tại sao không mở cửa để bà con vào? Mở cổng, đón bà con, Đại nói với cấp dưới. Thank you.
Ngay sau đó, Đại đã tổ chức cuộc họp bàn về dịch bệnh với các đồng đội. Theo bác sĩ Thu, việc tập hợp người bệnh thành khu điều trị sẽ giúp tránh lây nhiễm rộng trên cộng đồng. Báo cáo đồng chí trung đoàn trưởng và các đồng chí, với số lượng người mắc bệnh như hiện nay, tôi nhận định bệnh này đã thành dịch. Nếu như chúng ta không gom người bệnh vào điều trị thì khả năng lây nhiễm trong cộng đồng sẽ rất lớn, bác sĩ Thu nói. Chúng ta không thể bỏ mặc người dân lúc này được. Việc đồng chí tiểu đoàn trưởng tự ý quyết định hạn chế người dân vào điều trị phải rút kinh nghiệm. Thưa các đồng chí, trước tình hình dịch bệnh đang phức tạp, tôi quyết định thành lập bệnh xá dã chiến lâm thời, Trung tá Đại chỉ đạo. Sau cơn bão, đơn vị của Đại nhận thấy tình hình sạt lở sau lũ phức tạp, đời sống người dân khó khăn. Cả trung đội nỗ lực để nhanh chóng khai thông các tuyến đường, ổn định an sinh cho bà con. Mời các bạn đón xem diễn biến mới của Không Thời Gian tập 5 phát sóng vào 21 giờ ngày 2 tháng 12 trên kênh VTV1. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.